Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay Đồ Câu xin giới thiệu một cái mẫu máy ngang của thương hiệu Shimano, con máy Bantam MGL. Thì trên cái con máy này tích hợp rất là nhiều cái công nghệ tiên tiến của Shimano. Đặc biệt ở trên cái con máy này nó có hai cái công nghệ khá là nổi bật. Đó là cái công nghệ Micro Module và công nghệ Core Solid Body. Đây là cái công nghệ sản xuất cái thân máy, cái body máy ha, bằng một cái hợp kim siêu cứng và nghiền khói, và trọng lượng nó khá là nhẹ. Micro Module là cái công nghệ hệ thống bánh răng siêu nhỏ và giảm tiếng ồn và làm tăng cái lực tải của máy ha, khá là mạnh mẽ. Thì cái con máy này có kèm theo một cái chai dầu ha, chai dầu để vệ sinh máy nha các anh em. Đây là mẫu máy ngang Bantam MGL của thương hiệu Shimano, màu bạc rất là mạnh mẽ ha, cực kỳ đẹp. Cái khung thân hay gọi là cái body của máy là cái hợp kim nhôm HGN và sản xuất theo cái công nghệ Core Solid Body, nghiền khói, khá là nhẹ. Và trọng lượng cả cái con máy này thì chỉ có 220 gram thôi các anh em ha, rất là nhẹ. Để hình dung về cái body nghiền khói, mình sẽ lấy một cái hình minh họa để cho các anh em dễ hình dung. Đây là cái công nghệ Core Solid Body ha. Đây là cái thân máy, cái body máy nghiền khói. Nghiền khói. Đây để rõ hơn nữa, để chi tiết hơn thì đây là hai cái hình. Đây là cái hình body máy thông thường ha. Nó có rất là nhiều cái chi tiết. Và đây là cái body máy với cái công nghệ Solid Body. Thì nó chỉ có cái thân và một cái ốp bên để chứa cái hộp truyền động là bánh răng, và một bên là cái nắp ốp là chứa cái hệ thống phanh ly tâm. Con máy này nó sử dụng cái hệ thống phanh ly tâm, và để chỉnh cái hệ thống phanh ly tâm bằng tay hoặc là các anh em có thể vệ sinh máy ở vòng ngoài. Thì mở ra thì bằng cách các anh em nhìn này, nó có cái chữ open và các cái mũi tên hướng về bên trên. Thì các anh em đẩy cái con gạt này theo hướng cái mũi tên đó, lên khi nào nó đứng lại ha, không đẩy nữa thì các anh em kéo nhị nó ra ha. Đó, kéo nhị nó ra. Đây. Đó, và khi đóng lại thì các anh em cũng để ngay cái chiều này. Đó, và nhận vào. Nó kêu cái cạch. À, thì các anh em đẩy lại vị trí cũ là xong. Đây là cái nắp má phanh. Đây là cái hệ thống phanh ly tâm. Thì với con Bantam MGL, cái hệ thống phanh ly tâm nó có bốn cái búa nhựa, tạm gọi là cái búa nhựa. Thì thường thường những cái dòng trước đây thì nó có 6 cái búa nhựa như thế này. Và cái công dụng của cái phanh ly tâm này nó hoạt động như thế nào thì trong những cái video trước, bên Đồ Câu đã nói khá là rõ về cái công dụng của cái hệ thống phanh ly tâm này rồi. Đây là cái ong dây, hay còn gọi là cái spool. Đây là con máy Bantam MGL. Thì đây là cái spool MGL của con Shimano Bantam. Các anh em nhìn ở trên cái ống dây ha, ở phía trong này nó có rất là nhiều cái khoảng trống, và trên spool có khoan rất là nhiều cái lỗ ha, nhằm mục đích là làm giảm trọng lượng cái spool này để tăng được cái quán tính. Và
tăng được cái khoảng cách ném mồi xa hơn 20%, tăng thêm cái khoảng cách ném mồi xa hơn 20%, cải thiện rất là nhiều so với những cái spoon thông thường. Thì cái mẫu máy này có tất cả là 9 bạc đạn. Máy quay phải nói là cực kỳ nhẹ và rất là mượt. Trên dòng máy này có rất là nhiều cái công nghệ, ví dụ là công nghệ S3D này, Slide Tuner này, SVS này, cái hệ thống phân ly tâm, sRGB, Super Free Spool, kháng mặn. Tuy là cái dòng máy kháng mặn nhưng mà khi các anh em câu cá nước mặn thì về thì các anh em nên vệ sinh để sử dụng được lâu dài hơn. Thì các anh em có thể tìm hiểu thêm những cái công nghệ này ở trên cái website adocau.com. Thì các anh em có thể kích vào cái đường link ở phía dưới cái phần mô tả của cái video. Adocau vừa giới thiệu đến các anh em con máy ngang Bantam MGL của thương hiệu Shimano. Thì trên cái tay, trên tay tôi đang cầm là cái con máy Shimano Bantam MGL XG tay tay trái. Đó. Thì các anh em và các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video hoặc vào website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn tất cả các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.